Thì bả ngọt của mình nó già rồi, ít ngày nữa nè, nó mới cái bông này nè, nó mới lên lại nhiều. Ăn phở mình có ngò này nè, ăn mới ngon, nó thơm. Ngày ba bông này là nó rớt xuống là nó lên dữ lắm, nó nằm xuống lu lu lên. Mình hái về đầy đủ ăn rồi. Mấy cái bụi xả trong đây tốt hay gì. Mình xin chào các anh chị và các bạn. Bữa nay mình sẽ nấu cái món phở gà. Món phở gà thì mình có con gà nè. Ở đây mình có con gà nồi. Gà nồi cái chân đứng thui. Thì mình có cái đây là hoa hồi, rồi quế, rồi cái gia vị mà mình để nấu phở cho nó thơm á, gừng với hành, hành tây, hành tím, ớt. Đây là bánh phở. Mình nấu phở thì mình nấu bằng bánh phở, ngon hơn bánh hủ tiếu. Đây mình bánh phở nè. Chút nữa xíu nữa cái mình tụng lại. Giờ mình chặt gà ra mình nấu trước còn cho nó ra nước ngọt. Giờ mình chặt cái xương ra mình nấu còn cho nó ra nước ngọt. Còn cái thịt thì mình để vô nấu, chút nữa mình sẽ gỡ thịt ra. Khoan nó chịu lên hình nữa. Không ngại ngùng ha, bữa nay hết ngại vậy ha. Mình bắt cái nồi nước này lên để mình luộc gà. Đốt lửa lên để mà cho nó có lửa than, rồi mình nướng cái củ gừng với mình nướng cái củ hành. Để xương với thịt vô lúc nước còn nguội để cho cái nước của mình nó ra nước ngọt. Để gì miếng muối. Rồi mình để cái gừng với củ hành tím, củ hành tây vô mình nướng. Cái nồi nước này, cái bếp tông này để cho nó sôi lên rồi mình tụng bánh phở rồi. Mình bỏ vô trong nước miếng đường phèn. Cái củ hành mình nướng nè, nó vàng rồi. Giờ mình gắp ra cái mình rửa sạch. Hành nướng nó thơm. Giờ mình xắt gừng để vô cho gà, thịt gà mình nó thơm. Mình chẻ củ hành để vô thêm. Để củ hành nướng vô cho gà nó thơm. Rồi mình để củ hành tây vô luôn với gừng. Giờ mình hâm gà cái chín chưa. Giờ mình chĩa vô. Mình chĩa vô mình không thấy nó còn cái ra cái nước màu đỏ đỏ nữa thì gà mình nó chín rồi. Mình luộc vừa cho chín tới ăn ngon, chứ mà chín quá ăn cũng không ngon. Mình vớt cái phần thịt ra, còn phần thịt xương mình để lại nhưng cho nó ra nước ngọt. Giờ mình có cái gia vị, cái mùi thơm của để nấu cái món phở rồi nè. Giờ mình đổ vô cái túi vải này, cái mình bột rút rồi. Mình để vô nấu cho nó thơm. Mình nấu phần nữa, còn phần nữa để mốt mình nấu nữa. Giờ mình bỏ vô mình nấu cho nó ra nước.
nước sôi rồi giờ mình nhắc xuống cái mình tụng bánh phở. Thì mình tụng lại đằng trên nó, nó có cái bột á, nó có chua thì nó cũng hết chua. Thì mình xé thịt gà ra. Cái mình để cái xương gà vô mình nấu nó cho nó ra nước ngọt. Này gà nồi của mình á, thịt nó dẻ dặt ngon. Giờ còn cái xương mình đảo vô mình nấu lại cho nó ra nước ngọt. Thơm quá à. Mình bỏ cái gói hồi nãy vô vậy thơm ghê. Giờ mình vớt bọt. Mình vớt bọt ra cho nước mình nó trong nó ngon. Mình vớt xương này ra hết. Mình vớt luôn cái gói mùi thơm của lá nấu phở này nè, hàu với quế ra luôn. Nêm vô, nêm nếm, nêm nước mắm, miếng nước mắm, muối, hạt nêm với đường. Mình xắt cái mè với cái gan gà ra luôn. Giờ mình múc bánh phở ra. Phở. Bỏ hành phi cho thơm. Giờ mình múc cái nước súp lên. Phở gà của mình nấu xong rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Xin chào cả nhà. Ai Thảo. Cái gà, gà ăn thêm chích. Có từng ớt nè. Ăn từng ớt, để từng ớt vô. Rồi Thảo. Mời. Cái giá vô. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Cái giá vô. Giá với gào. Gào quế. Cái kia cay á hả? Cái cay phải không? Cay khỏi ớt. Này tương ớt. Còn kia cay nữa phải không? Cái này tương. Còn kia? Tương ớt. Ngon quá. Giúp gào hả? Gào không chinh? Dạ. Gào ôm, gào quế. Ngò. Ngò. Giá. Này có rau ăn mới ngon. Mấy cái cây quế này nè, mình cắm nó lên. Mình mua cái cọng dài dài về mình cắm nó lên. Thử coi cái nước rồi mình nấu vừa ăn không? Ừ. Quế. Có quế mới được. Có quế nữa. Không. Ừ. Quế mới ngon thơm mới ngon. Cho ông cũng thôi à? Ừ. Vậy hồi nãy giờ mợ làm trong này mà mợ ngồi kia nghe mùi thơm hả? Nghe mùi té lên té xuống nè. Té lên té xuống. Hộp quá. Giờ mới được thưởng thức không? Giờ mới được thưởng thức.
Đúng mùa bãi ở ngoài á. Đúng mùa bãi ở ngoài là ai làm gì? Ai làm gì thơm quá hả? Thơm, nướng gì quá trời thơm. Ăn từng ớt không chứ? Dạ em có lấy vậy, xịt từng ớt có lấy vậy. Cái cay ăn ngon ha. À, cái này nè, cái này ngon nè, thịt vô. Cay cay ngon. Cứ đem ra là thịt đó. Miệng hồi cay. Miệng hồi cay miệng vậy. Nó trời ơi, cay quá trời. Có ớt nữa nè. Có ớt hấp nữa hả? Thường mấy người ăn ông thích ăn ớt. Cay cay ăn mới ngon. Cái này nó thơm chứ nó cũng không cay. Ớt nó mới cay. The à? Cay ít hơn ớt. Nè hơi có tô bự bự chút nữa à. Để rau mới được nhiều. Tô này hơi nhỏ. Nó chưa ớt không cay bằng ớt nữa ha. Chưa. Ớt hành ăn ngon hơn ớt. Ớt chín. Ớt này là ớt sườn đâu không? Ớt tái nhỏ nhỏ, ngoài đây nè, có tọng nè. Ớt hiểm á tao. Ớt tái bự dữ vậy? Không phải. Ớt kem hả? Này không phải ớt hiểm. Thấy không? Không phải. Cái ớt mình tọng ngoài á. À rồi, rồi biết rồi. Ớt bự. Lỗi mình. Cài nha. Cái bằng ớt chữ thiên. Ớt nhỏ nhỏ hả? Kêu ớt chữ thiên. Ớt chữ thiên thì ớt bún đó nha. Ớt bún thất bại à. Cay quá hả? Quá cay. Ớt chữ thiên là cay dữ lắm hả? Ừ, ớt chữ thiên cay đó. Rồi mua mấy cây á, tòng. Này cây tái à. Tái nhiều ghê. Lần đầu tiên á mình nấu phở gà ăn thấy cũng ngon. Ngon, ngon gì. Chén sạch nữa. Ăn hết trơn hết luôn. Sạch đâu. Ăn được không Thảo? Được. Được hết chứ. Được chị. Mình nấu mình bỏ cái mấy cái vị đó đó. Mấy cái vị của như quế rồi bông hồi. Hai ba thứ gì mà mình nấu để vô cái mùi thơm ngon lắm. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn xem clip thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh M7 Miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.